365 ngày cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày 296. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Luca chương 12 câu 35 đến câu 37. Chúa Giêsu dùng hình ảnh của những người đầy tớ đang đợi chủ về để nói cho chúng ta về cuộc sống của mình nơi dương thế. Có câu chuyện kể về một người bị tai nạn rất nặng. Các bác sĩ không thể chữa được, chỉ còn chờ chết. Bạn của anh vào thăm lần cuối, bùi ngùi nói lời tạm biệt. Nhưng vài ngày sau, người bạn này đang khỏe bỗng nhiên bị đột quỵ và ra đi trước. Cái chết đến cũng như ông chủ về lúc nào không hề hẹn trước, không ai biết được. Vì thế, chúng ta cần phải sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi giờ chủ về. Cuộc sống này có nhiều điều như men ru chúng ta ngủ mê, mê tiền tài, mê danh vọng, mê được yêu thương, mê toàn những thứ thụ tạo hào nhoáng chóng qua. Để rồi, khi từ giã cõi đời này, chúng ta có gì để mang theo, để làm hành trang cho cuộc sống vĩnh cửu? Vậy, chúng ta hãy sống tỉnh thức, bạn ơi. Tỉnh thức để nhận biết đâu là điều chính và điều phụ trong cuộc sống này, điều gì nên giữ lại và điều gì cần bỏ đi. Có như thế, chúng ta mới nhận ra và sẵn sàng ưu tiên thánh ý Chúa trong các lựa chọn hàng ngày của mình. Lúc đó, cuộc sống dẫu có bận rộn và ồn ào đến đâu, ta vẫn thuộc về Chúa và Chúa là thiên đàng duy nhất mà ta luôn khát khao tìm kiếm. Giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện cùng với Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Xin hãy nhớ, con thường thở than suốt ngày dài của biến cố trọng đại. Xin gửi Thiên Thần đến bảo chúng con, hãy tỉnh thức, chẳng còn bao lâu nữa. Bấy giờ, con sẽ nhanh chóng vượt không gian đến bên người. Chúa ơi, con sẽ nhận được chỗ của mình. Trên nơi vĩnh cửu, người phải là thiên đàng của con. Chúa ơi, xin hãy nhớ. Lạy Chúa là nguồn hạnh phúc bất diệt. Xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong môi trường chúng con đang sống, đặc biệt trong chúng con và nơi anh chị em xung quanh. Lạy Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày. Hôm nay mời bạn sống tỉnh thức bằng cách lựa chọn làm tất cả mọi việc trong ngày như một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Đi làm hay ở nhà nội trợ, cầu nguyện hay đi làm việc bác ái, tất cả bạn hãy làm vì Chúa muốn bạn làm điều đó, vì bạn thuộc về Chúa.
vì tình Ngài yêu thương con như một sóng giăng dạt dào, và Ngài còn yêu thương con ngọt ngào như dòng suối. Sương mùa đông, mây cao biển rộng, đời con tìm đâu bên bờ. Và hồn thơ vẫn trông chờ về nơi ước mong. Trong tay Ngài, đời con mong ước thoáng nào. Vì tình Ngài yêu thương sống dâng dạt dào, và Ngài còn yêu thương con ngọt ngào như dòng suối trong ngàn. Vì tình Ngài yêu thương con mãi vô biên vô tận, và Ngài còn yêu thương con đời hồng ân nhiệm màu. Một tình yêu nhiệm.